phương pháp mà seeding như thế nào, anh chị không cần chạy quảng cáo luôn ấy. Mà đây vẫn rất là đều luôn. Ở đây thì em sẽ mở cái tài khoản tin nhắn lên cho anh chị xem. Đây, ví dụ như sản phẩm máy pha này, khách hàng người ta hỏi này, hỏi trên rất là rất anh chị ạ. Rồi, người ta hỏi này. Đó, người ta hỏi này, người ta hỏi này, chị thấy không? Đó, người ta hỏi tin nhắn giá sản phẩm rất là nhiều. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Winner 92. Video ngày hôm nay Winner 92 sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để có thể đăng bài trên group, đăng bài trên Marketplace, đăng một lúc rất nhiều bài. Ngoài ra chúng ta sẽ không bị hạn chế spam, không bị hạn chế chặn tính năng đăng bài và nhắn tin với lại những khách hàng mới. Bên cạnh đó, những cái bài đăng bán hàng của chúng ta sẽ được đề xuất, sẽ được Meta nó phân phối tốt hơn trên Facebook, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Và mọi người lưu ý rằng trên đây sẽ là từng bước đăng bài rất là chi tiết rồi, cho nên mọi người đừng có xem lướt, xem một cách từ từ, từng bước một thì mọi người sẽ nắm được cái quy trình và cách làm. Cuối video này chúng ta sẽ nói thêm một số cái nội dung mà mọi người cần lưu tâm và cần để ý mọi người nhé. Đây sẽ là vào quá trình bắt đầu để cho anh chị đăng các công cụ có sẵn trên Facebook, đó là Group và Marketplace. Cũng tương tự đối với các kênh đăng mạng xã hội khác, anh chị và các bạn luôn luôn giúp mình một điều rằng là chỉ sử dụng mạng 3G hoặc là 4G. Trước khi mà anh chị đăng bài thì anh chị hãy bật cái chế độ máy bay, anh chị chờ trong khoảng từ 5 cho tới 10 giây, sau đó anh chị tắt cái chế độ máy bay đó đi và cho sử dụng với mạng 3G. Cái mẹo mà tắt bật 3G này khi đăng công cụ mạng xã hội cực kỳ hay anh chị ha. Anh chị chưa hiểu vấn đề này thì anh chị có thể nhắn vào trong group, em có thể chia sẻ để đồng thời cho tất cả những anh chị khác có thể cùng xem cái nội dung tại sao chúng ta lại bật mạng 3G, tắt mạng 3G. Sau đó là anh chị sẽ vào bên trong Facebook. Rồi, ở đây thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách đăng bài bằng group trước, đăng bài lên các nhóm trước, các cái nhóm hội anh chị ha. Đây là các cái nhóm hội ha. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách đăng bài lên các nhóm hội trước. Để có thể đăng bài vào các nhóm hội thì tương tự, bước đầu tiên thì anh chị phải tắt bật mạng 3G, tắt bật chế độ máy bay. Lần nào đăng thì mình sẽ lần đó sẽ mình tắt bật anh chị ha. Rồi anh chị vào một nhóm, hoặc là anh chị có thể tìm nhóm. Đơn giản thì đối với con tài khoản này thì em sẽ là tìm nhóm. Ví dụ như sản phẩm bên em sẽ là máy pha cà phê thì em cứ tìm thôi, máy pha cà phê. Nó ra nhóm nào thì em chơi nhóm đó thôi anh chị. Em chả ngán cái nào, anh chị thấy nè. Nó ra những nhóm như này thì em sẽ tham gia vào. Ok, em sẽ tham gia vào ha. Có những nhóm đó đã có cái lượt truy cập lớn rồi, ví dụ như hội pha chế trà sữa và thằng vặt. Bản thân cái con tài khoản này ấy, thì nó cũng đã đăng nhập rất nhiều group rồi. Thì bây giờ em sẽ vào một cái group để em đăng bài anh chị ha. Bây giờ em sẽ vào một cái group để em đăng bài. Ví dụ như là cái nhóm mà tài khoản này hay đăng, đó cái nhóm này, cái tài khoản này hay đăng vào cái hội nhóm này đang được Facebook xưa giờ rồi, xưa giờ luôn được Facebook ưu tiên rất là nhiều. Anh chị có thể sử dụng cái hội nhóm để anh chị tham gia bán hàng. Rồi, ví dụ như bây giờ bật mạng, tắt mạng 3G thì anh chị có thể tham gia được 5 cho tới 10 cái group. Sau đó anh chị làm lại việc đó, mình thao tác đi thao tác lại việc này. Rồi, ở đây là em đang tham gia nhóm này. Như làm như thế này thì nó sẽ hạn chế vấn đề spam, và Facebook nó sẽ không có chặn cái quyền của anh chị lại, và anh chị có thể dùng liên tục. Là 5 cho tới 10 lần thì anh chị tắt bật mạng 3G một lần. Anh chị thấy cái nhóm tài khoản này đang rất là chăm, cực kỳ chăm đăng bài anh chị ha. Ở đây thì em sẽ vào cái nhóm vừa tham gia hồi nãy này, sau đó em sẽ đăng bài. Anh chị đăng bài ha. Nếu như mà nó có một thảo luận hoặc là bán sản phẩm thì anh chị đăng theo phương thức bán sản phẩm. Còn ở đây nó cho anh chị viết cái dạng thảo luận thì anh chị đăng bài thảo luận. Rồi anh chị đăng bài là cần thanh lý. Đăng đúng theo cái form như thế này ha. Cần thanh lý hoặc là nhượng lại hoặc là bán lại hoặc là này kia các thứ. Anh chị đăng theo kiểu đó. Rồi cách mà đăng bài group, chia sẻ seeding lên group như thế này thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị bán sản phẩm second hand. Tương tự ha, tập trung vào những anh chị bán second hand. Còn đối với những anh chị bán hàng sản phẩm new thì phương án mà đăng bài bán hàng như thế này nó sẽ không hiệu quả cho lắm. Đương nhiên nó sẽ có những cái nhóm tác động cao ở cái nhóm mới, những nhóm mà chuyên sử dụng sản phẩm mới thì nó sẽ đi theo hướng là review. Thì người ta mua sản phẩm mới mà, tiếp cận sản phẩm mới thì người ta xem review sau đó người ta mua. Còn đối với những người mua sản phẩm cũ thì người ta đã biết về chất lượng sản phẩm, người ta đã trải nghiệm qua rồi, thậm chí là người ta đã có một số kinh nghiệm nhất định về cái sản phẩm rồi, sau đó người ta sẽ có kiến thức để người ta đi mua được cái sản phẩm cũ. Anh chị tách biệt hai vấn đề này ra. Rồi bây giờ em sẽ đăng, tại vì sản phẩm em đang nhắm đến là em sẽ đăng sản phẩm cũ, cho nên em sẽ dùng những cái combo hoặc là những cái từ ngữ về cái sản phẩm cũ, ví dụ như là cần thanh lý, máy pha cà phê ý, ok ha, casa dio. Rồi nó cũng tương tự như vậy. Và sau đó em sẽ đưa cái hình ảnh lên đây, hình ảnh về sản phẩm của em ấy ạ. Rồi, xong. Ok, anh chị cố gắng đăng từ 2 tới 3 ảnh. Rồi, để thêm. Giá mong muốn. Anh chị cố gắng nè, mình đăng nhanh và thao tác quen như thế này thì anh chị sẽ đăng bài được to. Còn cái số điện thoại thì anh chị linh hoạt để lại số điện thoại. Ví dụ là 0374 số em ạ.
Rồi anh chị dùng cái dấu ký tự nó hơi đặc biệt một xíu. Chấm 58.98.68. Rồi, sau đó anh chị cho đăng. Rồi, đây sẽ là dành cho phương pháp dành cho anh chị đăng nhóm đăng tay như thế này. Và anh chị cố gắng mỗi lần mà anh chị bật tắt mạng 3G như thế này nè. Bật tắt, anh chị bật tắt mạng 3G. Rồi, và anh chị thoát ra, anh chị thoát cái app này ra. Thoát cái app ra ha. Rồi sau đó anh chị bật lại chế độ máy bay. Rồi anh chị tắt cái chế độ máy bay đi. Rồi nó sẽ reset cái địa chỉ mạng anh chị mất này. Anh chị thấy mất không? Mất mạng, mất 4G, sau đó nó mở lại cái nút 4G này. Rồi, sau đó anh chị vào lại cái app. Tiếp tục quá trình đăng bài. Và anh chị làm như thế này thì nó sẽ giúp cho anh chị không bị spam và chắc chắn anh chị sẽ đi và bán được rất nhiều. Mình chứng rất là rõ ràng anh chị ha. Rồi, anh chị thấy cái con tài khoản này nè là đang bán rất là chăm, rất là liên tục như thế này. Không cần thiết phải chạy quảng cáo đâu anh chị ạ. Thực sự mà nói, nếu như mà nắm được phương pháp mà seeding như thế này, anh chị không cần chạy quảng cáo luôn ấy. Mà đơn vẫn rất là đều luôn. Rồi, vào đây. Ở đây thì em sẽ mở cái tài khoản tin nhắn lên cho anh chị xem này. Đó, đây, ví dụ như sản phẩm máy pha này, khách hàng người ta hỏi này, hỏi trên các hệ rất anh chị ạ. Rồi, người ta hỏi này. Đó, người ta hỏi này. À, cái này tin nhắn rồi. Rồi, người ta hỏi này, anh chị thấy không? Đó, người ta hỏi tin nhắn giá sản phẩm rất là nhiều. Rồi, là cái thứ nhất. Là cái thứ nhất ha, trên Marketplace nó là một cái rất là hay nè. Đó, người ta sẽ mua trên Marketplace rất là nhiều. Anh chị xem nè. Rồi, làm sao để đăng bài trên Marketplace. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách đăng bài ở Marketplace luôn. Tương tự thì anh chị vẫn là tắt mạng, bật mạng và bật chế độ 3G nhé. Anh chị nhớ lưu ý điều đó nhé, 3G, 4G nhé. Rồi, sau đó anh chị qua phần menu. Có một số anh chị thì phía dưới cái thanh này nè. Phía dưới cái thanh này của anh chị thì có sẵn cái Marketplace để anh chị đăng. Còn một số anh chị nó sẽ không có thì anh chị kích vào cái nút A menu ở dưới góc này. Kích vào nút dưới này ha. Rồi. Sau đó anh chị chọn vào cái phần lối tắt này, anh chị cứ lướt, ví dụ như chưa có anh chị bấm vào nút xem thêm đó, anh chị cứ lướt lướt tìm cho em cái ký tự đó là Marketplace như thế này, anh chị chọn vào. Rồi ở đây anh chị vào phần bán, anh chị chọn sản phẩm hàng hóa. Đối với anh chị bán xe cộ thì anh chị chọn xe cộ, đối với anh chị bán bất động sản thì anh chị cứ chọn bất động sản. Rồi tương tự hình ảnh như thế này thôi, tương tự hình ảnh ha, tương tự hình ảnh anh chị chọn máy pha, tương tự như vậy. Giúp em chọn sáu bức là lọc anh chị, 6 là lọc ha. Mình hay đăng cái con số như vậy. Rồi ở đây tiêu đề thì anh chị vẫn cái nội dung như vậy ha, từ khóa của sản phẩm, từ khóa của nhóm sản phẩm anh chị đi trước, ví dụ như là máy pha cà phê. Rồi sau đó là thương hiệu Casadio. Rồi cần thanh lý. Rồi rồi dưới đây, sau đó anh chị copy cái này lại, sao chép, sau đó anh chị xuống, anh chị giữ nguyên nha, sau đó anh chị nhập giá vào đây 3333. Rồi chỗ này thì anh chị chọn làm từ đi coi nào. Rồi ở đây thì anh chị chọn là nó không cho ra thì mình cứ kéo lướt xuống anh chị ạ. Thanh lý đồ cũ này, ok. Rồi sau đó anh chị chọn tình trạng, anh chị là đã qua sử dụng tốt cũng được, hoặc là đã qua sử dụng khá tốt, hoặc đã qua sử dụng như mới. Rồi tùy anh chị thôi. Rồi sau đó là cái phần mô tả để anh chị dán cái phần vừa copy hồi nãy. Rồi phía dưới này thì anh chị sẽ làm mô tả của nó tương tự ha. Cho nên là mình hãy dùng những cái từ đặc biệt như thế này để cắt cái số điện thoại mình ra. Thẻ thì anh chị cứ gắn vào thôi, mấy pha cà phê, mấy pha cà phê là một thẻ. Sau đó anh chị bấm nhập này thì nó sẽ cho một thẻ. Tiếp tục là anh chị nhập là Casadio, một thẻ nữa anh chị nhập, ok. Nói chung là anh chị càng siêng, càng nhét nhiều thẻ thì càng tốt. Rồi ok, sau khi mà anh chị đăng bài xong hết tất cả rồi, anh chị vào tiếp này. Góc trên cùng phía trên này nó có chữ tiếp, anh chị thấy không? Kích vào tiếp tục giúp em. Rồi, ở đây nó có một cái lợi đó là nó cho phép anh chị ghim bài lên các nhóm. Hồi nãy là mình đăng nhóm là mình phải đăng tay đúng không? Thì cái Marketplace này nó cho phép anh chị ghim cái bài sản phẩm anh chị lên các nhóm luôn. Thì anh chị ghim một lần thì nó cho phép anh chị ghim được 20 nhóm. Thì anh chị cứ tối đa ghim 12 nhóm cho em. 12 nhóm nó có liên quan đến cái ngành nghề của anh chị nha. Tuy nhiên là anh chị phải đi tham gia vào các nhóm thì sau đó anh chị mới được phép ghim như thế này. Rồi sau đó anh chị cho đăng. Đó. Anh chị chờ một xíu thì nó sẽ load xong cái chế độ cho đăng cho anh chị và nó sẽ báo có nút màu xanh là đăng thành công. Thì tương tự như vậy, anh chị sẽ xuống bật chế độ máy bay, tắt chế độ máy bay, bật mạng 3G, tắt mạng 3G để reset, tắt app và nó cho đăng rồi anh chị. Anh chị thấy nút đã đang hoạt động không? Là nó đã cho anh chị đăng rồi đó. Rồi tương tự này, anh chị tắt app. Rồi. Sau đó là anh chị bật chế độ máy bay, bật chế độ máy bay lên giúp em. Rồi sau đó tắt chế độ máy bay đi. Ok. Rồi, sau đó anh chị mở lại cái app. Rồi anh chị tiếp tục lại quá trình đăng bài bình thường. Và anh chị tin tưởng em đi, đăng như thế này sẽ không bị Facebook phát hiện. Đăng như thế này sẽ được Facebook ưu tiên đề xuất nhiều hơn. Và đăng như thế này sẽ gặp được nhiều khách hàng hơn. Rồi, cảm ơn anh chị đã sử dụng và trải nghiệm qua tài liệu của Winner92. Và hẹn gặp lại anh chị với bất cứ câu hỏi nào anh chị hãy đặt lại trên nhóm training.
em sẽ trả lời trực tiếp cho anh chị trên cái nhóm training, vì đây sẽ là tài liệu đi kèm cho anh chị. Ngoài ra các tài liệu đi kèm khác thì anh chị liên hệ lên nhóm training để được nhận những cái phần tài liệu liên tục như thế này nhé. Em sẽ cập nhật tài liệu đăng bài sử dụng như thế nào thì em sẽ cập nhật lên cho anh chị để mình luôn luôn tăng doanh thu và tăng khả năng bán hàng. Đây là một trong các thủ thuật mà Winner92 đã chia sẻ cho những anh chị em đăng ký tài liệu về training, đăng ký về tài liệu vua hầu. Tuy nhiên mọi người đừng lo lắng, đối với những anh chị em mới lần đầu tiên tiếp xúc với lại biết đến Winner92 thì hãy đăng ký kênh để lại cái chung thông báo. Ngoài ra anh chị em mình muốn Winner92 làm về những cái nội dung gì, làm về những cái thủ thuật gì nhằm mục tiêu là giúp cho anh chị em mình bán hàng tốt hơn thì hãy comment xuống bên dưới. Winner92 sẽ sắp xếp thời gian làm video để giải thích kèm với đó là từng bước như thế này, để anh chị em mình có thể làm theo. Ngoài ra anh chị em mình có thể quét mã QR code tham gia vào nhóm miễn phí trên Zalo để anh chị em mình có thể trao đổi thông tin với nhau nhiều hơn, đặt thêm nhiều câu hỏi hay hơn anh chị em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để có thông báo mới mỗi khi Winner92 ra video mới, cập nhật những thủ thuật mới cho anh chị em mình. Bye bye anh chị em mình, hẹn gặp anh chị em mình trong những cái nội dung hay hơn để bán hàng tốt hơn trên Facebook nhé. Bye bye.